đọc được những cái trang trọng, cũng có lúc xem các cái chương trình về cái những buổi duyệt binh miền Bắc hay duyệt binh ở miền Nam, thì là những cái cuộc tổ chức hoặc là những cuộc phân kỳ là toàn là cô thêu, thì mình cũng có một cái gì rất là tự hào là mình làm ra những món ở NATO đấy. Ngôi cầu mua cờ tổ quốc ngày càng nhiều, các thầy cô cũng biết tới ngôi làng truyền thống bay cờ tổ quốc nhiều hơn. Có những thời điểm cả gia đình chị Dương Thị Lan phải huy động hàng chục thợ cắt, may, thêu, làm ngày làm đêm. Nhờ có công nghệ hỗ trợ mà công việc của những gia đình may thêu cờ tổ quốc như gia đình chị Lan cũng phần nào bớt vất vả. Mặc dù là có lúc lắm vất vả đấy, vội vàng rồi là khách họ đặt vội làm ngày làm đêm, cố gắng in đủ những cái đăng đơn khẩu hiệu để phục vụ tất cả nước Việt Nam mình. Thì nói chung là niềm đam mê luôn đấy, thì là cái phục vụ bà con nhân dân, vậy là mình nói chung là có công nghệ hiện đại thì làm như một cái công nghệ này mà nên hơn in ấn mà nó dễ hơn ngày xưa nhiều. Niềm vui của những người thợ cả như anh Hiểu, chị Lan ở làng nghề Từ Vân không chỉ là đứa con tinh thần đến được với khách hàng, nó hận và treo ở những nơi trang trọng để niềm tự hào dân tộc được nhân lên vợ thành. Mà thuê được lên lá cờ, ta gắn bó với chúng tôi tổng cuộc này. Nhân lên những lá cờ treo ở quan trọng nhất đấy, thì là chúng tôi nó cũng chúng tôi